Nhân vật trong chương trình ngày hôm nay là anh Phạm Văn Tiến ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Anh Tiến tham gia chương trình khởi nghiệp với mô hình nuôi cá truyền thống. Ao nuôi cá này được anh Tiến đào cách đây 2 năm. Với niềm yêu thích nuôi trồng thủy sản, anh đã từ bỏ nghề lái xe để về quê hương đào ao thả cá. Bước đầu chưa có kinh nghiệm, anh Tiến phải đi học hỏi kỹ thuật ở nhiều nơi, thế nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Ngay từ lứa đầu tiên, cá liên tục bị chết, có lúc lên tới hàng trăm con. Mới đầu thả xuống thì là mình không biết lý do tại sao nó cũng chết, nọ kia thì cũng lo. Từ đó anh Tiến nhận ra rằng để chăn nuôi hiệu quả, anh cần phải có trong tay một quy trình chăm sóc cá bài bản. Tình cờ biết đến chương trình khởi nghiệp, anh Tiến như tìm thấy một vị cứu tinh cho mình, anh liền đăng ký tham gia. Mình làm chương trình khởi nghiệp để mình, thứ nhất là mình nuôi con cá làm sao cho nó ổn định, thứ hai là mình làm sao nuôi cho nó hiệu quả. Tháng 5 năm 2017, chuyên gia Nguyễn Thị Hà đã có chuyến khảo sát đầu tiên tại nhà anh Tiến. Trong các tiêu chí chương trình đưa ra, anh Tiến chỉ đáp ứng được 3 trên 5 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm của mình, anh Tiến đã thuyết phục được chuyên gia để trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp. Thế là mình nói đủ điều kiện tổng thể cho anh tham gia chương trình thôi. Thế còn từng vấn đề một, nhỏ một thì mình phải kiểm tra từng giai đoạn một. Cuối tháng 8 năm 2017, sau khi hoàn thiện xử lý ao nuôi theo hướng dẫn của chuyên gia, anh Tiến bắt đầu thả lứa cá đầu tiên. Đến cuối tháng 4 năm 2018, anh Tiến quyết định xuất bán lứa cá đầu tiên sau 8 tháng thả nuôi. Tổng sản lượng cá thu về là 26 tấn. Sản lượng này thấp hơn 5 tấn so với kế hoạch của chuyên gia đưa ra từ đầu vụ. Thế nhưng, do bán được giá cao nên số tiền lãi anh Tiến thu về đã nằm ngoài kế hoạch. Tổng kết lứa cá đầu tiên, gia đình anh Tiến thu về khoảng 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, anh thu lãi 555 triệu đồng sau 8 tháng thả nuôi. Nói thật ra là cái số lãi là cũng ngoài sự mong đợi của mình. Mình mới nuôi cũng chưa biết cái gì mà mình cũng như thế thì cũng là rất là tốt. Nói thế thôi, nuôi cá rất vất vả đấy. Mưa gió đêm hôm, các thứ thì cái phần lãi đấy là rất là chúc mừng. Sau khi thu hoạch lứa cá thứ nhất, anh Tiến bắt tay vào chuẩn bị ao nuôi cho lứa cá thứ hai. Sau khi nghiên cứu điều kiện sản xuất và thị trường, chuyên gia Hà đưa ra kế hoạch sản xuất vụ mới cho anh Tiến như sau. Với khu ao nuôi rộng 15.000 m2, anh Tiến sẽ tiếp tục nuôi thả đối tượng cá truyền thống, cơ cấu cá trong ao cụ thể như sau. So với vụ trước, lần này chuyên gia Hà đã có sự thay đổi cơ cấu đàn cá trong ao. Cụ thể, cá chấm cỏ sẽ là đối tượng cá chủ lực với 7.000 con, tiếp theo là cá rô phi và cá chép, giảm số lượng cá chấm đen. Với cái lượng cá là 7.000 con cá chấm cỏ thì cái sự thải phân ra của nó rất là nhiều. Thế thì mình phải thay đổi lại cơ cấu, cái đối tượng mà nó có thể dọn cái phân cá chấm cỏ đấy để là tránh cái sự ô nhiễm thì mình chọn là con rô phi. Đầu tháng 7 năm 2018, anh Tiến đã thả xong lứa cá thứ hai. Chuyên gia Hà hạch toán chi phí nuôi thả dự kiến như sau. Tổng chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Tổng thu dự kiến khoảng 1 tỷ 450 triệu đồng và tiền lãi dự kiến ở vụ nuôi thứ hai khoảng 434 triệu đồng. Đang có cái sự hứng khởi của cái lãi ngoài cái mong muốn của mình thì Tiến sẽ áp dụng tất cả mọi cái chi phí đạo từ mình sẽ làm cho cái vụ thu vụ nuôi sau này tốt hơn. Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại thì chương trình cùng chuyên gia Nguyễn Thị Hà đang trên đường tới nhà anh Phạm Văn Tiến ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương. Và hiện tại thì đàn cá của gia đình anh Tiến gần đến thời điểm xuất bán. Chắc chắn là mình sẽ phải rất là lưu ý, chú trọng cái thời điểm này đúng không ạ? Đúng rồi, đến cái giai đoạn này là giai đoạn thành quả của mình làm trong vòng 6 tháng. Bây giờ cái thành quả nó đã đến nơi rồi thì tất cả mọi cái đều phải hết sức là cẩn thận và thận trọng. Bởi vì là thứ nhất là cái khối lượng cá nó đang rất là nhiều ở trong một cái ao với diện tích là 18.000 m2 này. Càng về cuối thì cái môi trường nó càng bị ô nhiễm. Mà khi ô nhiễm thì nó lại rất dễ xảy ra cái hiện tượng là khí độc nhiều và thiếu oxy. Chính vì vậy mà phải hết
coi như gần như phải ngày đêm trông coi đối với lại cá để phát hiện ra, kịp thời phát hiện ra những cái biến động bất thường trong ao cá. Vâng, chắc chắn là sẽ có rất nhiều việc mà cần phải làm để anh cần lưu ý trong cái thời điểm rất là quan trọng như thế này đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì là đã trải qua một cái quá trình mà bây giờ đang là gần về đến đích rồi ạ. Vậy thì quý vị và bà con hãy cùng chúng tôi và chuyên gia Nguyễn Thị Hà vào nhà anh Tiến để xem là anh đang chăm sóc cá như thế nào, cũng như là chuyên gia sẽ có những lưu ý cho anh trong các thời điểm sắp tới. Anh Tiến ơi! Đang cho cá ăn à? Sao cháu? Hôm nay cá phát triển như nào anh? Thì từ hôm thả xuống thì cá vẫn phát triển bình thường. Bây giờ thì chuyên gia sẽ bắt đầu buổi kiểm tra công tác chăm sóc cá của anh Tiến ngày hôm nay bằng một số câu hỏi đi ạ. Anh cũng đã có hơn một năm tham gia chương trình khởi nghiệp rồi đúng không ạ? Vâng. Thì vụ thứ nhất thì cũng đã thành công rồi, chắc chắn thì kiến thức của anh cũng đã có rồi. Từ đợt kiểm tra trước thì đã đo, có đo môi trường hàng ngày không? Có, vẫn đo bình thường. Thế bây giờ môi trường mấy hôm nay đã thế nào? Mấy hôm nay thì thời tiết nó đẹp thì nó không có cái gì bất thường. Thế xử lý IM thì định kỳ là bao nhiêu? Cứ bây giờ như tầm cuối này cháu cứ đánh tuần một lần. Đúng rồi. Với câu hỏi lý thuyết thứ nhất, chuyên gia đánh giá anh Tiến đã thực hiện tốt. Bây giờ là cá ở dưới ao là khoảng bao nhiêu tấn rồi? Cá dưới ao thì riêng cái cá chấm cỏ nó rơi vào tầm khoảng 28-30 tấn. Cá chép thì nó rơi tầm khoảng 5 tấn. Cá rô rơi tầm 2 tấn. Mè nuôi các thứ thì nó rơi vào tầm tấn. Thế là tổng cộng nó gần 40 tấn. Vâng. Với câu hỏi thứ hai, nếu đúng như kết quả này, anh Tiến đã vượt mức so với kế hoạch ban đầu đề ra là khoảng 10 tấn. Một ngày bây giờ là cho ăn bao nhiêu cái thức ăn xanh? Bình thường một ngày thì tầm khoảng 5-6 xe ngô. Để tính cân ra thì cứ mỗi một cái xe như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng 7 tạ. 7-5-35, coi như là mỗi này mà 3 tấn rưỡi. Vâng. Nhưng mà cá chấm cỏ là khoảng 30 tấn mà mình cho ăn 3 tấn rưỡi cỏ là chưa đủ. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hà, với 7.000 con cá chấm cỏ, sau gần 6 tháng nuôi, lượng thức ăn xanh cho cá phải từ 8 tấn trở lên, chứ không chỉ là 3,5 tấn, chứng tỏ anh Tiến đã cho ăn cá thiếu cỏ. Nhưng anh Tiến thì lại có suy nghĩ khác. Theo tôi nghĩ là nếu như tính theo phần trăm như thế thì có khả năng là không đủ thật. Nhưng mà ngược lại, nhưng mà tôi cho ăn hàng ngày tôi biết. Vì ví dụ như là nó không đủ thì cái lượng ăn thì bao giờ nó phải thiếu. Ví dụ như tôi hốt 3 xe thì có thể nó ăn từ sáng đến tối nó hết. Nhưng mà tôi vớt đến 4 xe cũng có thể đến nửa đêm nó hết. Nhưng mà tôi vớt 5 xe thì sáng ra nó vẫn còn, thì theo tôi nghĩ là như thế là đủ. Với câu hỏi thứ ba, chuyên gia cho rằng anh Tiến đã không đáp ứng đủ lượng thức ăn xanh cho cá. Nhưng anh Tiến lại nghĩ rằng anh cho ăn đủ. Vậy phải làm thế nào để biết được anh Tiến thực hiện đúng hay không? Kết quả sẽ rõ ràng khi chuyên gia Hà kiểm tra tốc độ phát triển của cá. Cùng với đó là việc kiểm soát nguồn nước ao nuôi của anh Tiến. Hãy cùng tiếp tục theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Trong nuôi trồng thủy sản, nhiệt độ là một trong những yếu tố môi trường tác động nhiều đến đời sống của cá. Nó gắn liền với hoạt động sinh lý, sinh thái và nhu cầu dinh dưỡng. Hiện thời tiết đang chuyển biến thất thường, với những đợt lạnh kéo dài dễ làm cho môi trường nước ao nuôi có nhiều biến đổi. Chuyên gia Hà sẽ kiểm tra nguồn nước ở ao nuôi này. Kết quả thu được như sau. Oxy thì không vấn đề gì. pH cũng ổn định, không vấn đề gì. NH3 trên NH4 thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ riêng có một duy nhất là cái mà mình quan tâm nhất, đấy là NO2 nó lại tăng cao. Thông thường, mức độ khí độc NO2 cho phép trong ao nuôi cá là dưới 0,25mg trên lít. Nếu nồng độ chất độc NO2 tăng cao, làm tảo trong ao nuôi phát triển đột biến, nhất là các loại tảo xấu, gây ra việc thiếu oxy trong nước ao nuôi trầm trọng vào ban đêm. Khi có các yếu tố bất lợi khác, cá dễ nhiễm bệnh và thậm chí chết hàng loạt. Nếu như hàm lượng NO2 nó cao quá mức cho phép, mà cao tới cái ngưỡng đặt quá cao rồi ấy, thì nó sẽ làm cho cá bị sốc do
do bị cái khí độc nó cao, thường nó gây nên cái hiện tượng xuất huyết, thậm chí xuất huyết các cái mang của cá xuất huyết trong cơ thể, có thể xuất huyết ruột, có thể xuất huyết cả cơ, thậm chí xuất huyết trên cơ của cá. Quan sát mặt nước ao thì khá là bình lặng như thế này thôi, nhưng mà ở bên dưới này thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cũng như là nguy hiểm có thể xảy ra đối với đàn cá. Vậy thì tại sao chỉ số NO2 lại tăng cao gấp 8 lần như vậy? Chuyên gia Hà sẽ tìm ra nguyên nhân ngay bây giờ. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hà, có các nguyên nhân sau đây có thể khiến chất độc NO2 trong ao nuôi tăng cao. Thứ nhất là do nguồn nước từ sông rạch cấp vào ao bị ô nhiễm. Thứ hai là do xác tảo chết, cá chết khi phân hủy sẽ tạo ra đạm làm ô nhiễm ao nuôi. Thứ ba, do phân thải của cá quá nhiều trong ao nuôi, bởi cá chỉ tiêu thụ 25% đạm từ thức ăn để phát triển, 75% đạm còn lại trong thức ăn sẽ được cá bài tiết qua phân. Thứ tư là do thức ăn dư thừa trong ao. Khi cho cá ăn, một phần đạm từ thức ăn tan vào nước gây ô nhiễm, và khi cá không tiêu thụ hết thức ăn thừa là nguồn đạm gây ô nhiễm ao nuôi. Trên thực tế, anh Tiến đã nuôi vụ cá thứ hai, nguồn nước vào được chuyên gia kiểm tra chặt chẽ và trên ao cũng không có hiện tượng cá chết. Do vậy, hai nguyên nhân đầu tiên bị loại bỏ, chỉ còn lại hai khả năng do phân thải của cá và do thức ăn dư thừa trong ao. Khi đã dư thừa dinh dưỡng thì các khí độc ở dưới ao nó sẽ phát sinh ra cao, nhiều. Và khi khí độc như vậy ấy, thì nó quá cao lên như vậy ấy, thì nó sẽ làm sử dụng một cái lượng hàm lượng oxy hòa tan rất lớn ở trong ao, làm cho cá sẽ bị thiếu oxy. Trong thực tế nuôi trồng thủy sản, giai đoạn đầu, người nuôi dễ dàng khống chế được chỉ số NO2 dưới mức cho phép vì khi đó cá còn nhỏ, lượng phân thải ít. Sau đó, NO2 sẽ tăng dần theo thời gian nuôi, cá cũng sẽ được thuần dưỡng và chịu được ngưỡng cao từ từ. Theo chuyên gia Hà, ở ao nuôi của anh Tiến, hiện đang chuẩn bị thu hoạch, số lượng cá trong ao rất lớn và thức ăn trong ao nhiều. Do vậy, khi NO2 tăng cao, chuyên gia hoàn toàn không bất ngờ. Bởi vì là nó cuối vụ rồi, mình nuôi cũng được 6 tháng rồi, cái việc tăng cao đấy là đương nhiên. Nếu mà bây giờ mà đo ao mà lại cái NO2 nó lại chỉ bằng 0,2 hay 0,25 ấy thì lại đấy là một cái vô lý theo cái thực tế. Thế tuy nhiên rằng là cái NO2 tăng cao như vậy ấy, thì Tiến cần phải hết sức chú ý là những cái bây giờ là phải quạt khí gần như là buổi tối đến sáng, đến lúc mặt trời lên là phải quạt khí để mà thứ nhất là mình đẩy cái oxy khí độc nó lên khỏi ao. Cái thứ hai là tăng cường cái oxy. Khi oxy nó tăng cao ấy thì cái quá trình chuyển hóa từ nitrit sang nitrat thì nó sẽ xảy ra nhanh và nó chuyển từ khí độc sang cái khí có lợi cho cá nuôi. Mà bây giờ mình từ giờ đến lúc thu hoạch là mình tuyệt đối không được để cá nổi độc. Trong ao nuôi rộng 15.000m2 của anh Tiến có tới hơn 11.000 con cá. Do vậy, việc quản lý môi trường nước là hết sức quan trọng. Trước khi vào vụ nuôi tôi đã kiểm tra và tôi thấy là Tiến là một người tiếp thu tương đối nhanh và cần cù chịu khó và có những cái tính toán rất là cẩn thận. Chính vì vậy mà tôi đã cùng với anh Tiến làm tương đối mạo hiểm để mà xây dựng một cái đợt nuôi như thế này. Nhưng mà tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng ở Tiến, bởi vì là về mặt kỹ thuật của anh ấy, về mặt là xử lý tình huống anh cũng rất là nhanh. Sự tin tưởng của chuyên gia Hà dành cho anh Tiến là hoàn toàn có cơ sở, bởi trước đó chuyên gia cũng đã truyền đạt cho anh Tiến rất nhiều kiến thức về việc đảm bảo môi trường nước ao nuôi. Cứ mỗi tuần một lần, anh Tiến lại sử dụng chế phẩm sinh học để đánh xuống ao. Từ vụ cá thứ nhất, ao nuôi luôn bị ô nhiễm, chất độc trong ao tăng cao gây nguy hiểm cho cá. Với lứa cá thứ hai này, chuyên gia Hà đã tư vấn cho anh Tiến dùng chế phẩm sinh học với mục đích làm sạch môi trường nuôi cá. Cái lứa trước là mình không dùng chế phẩm sinh học, mình cũng chỉ áp dụng gọi là bình thường thôi. Thì là đến giữa kỳ nuôi là cảm thấy cái NO2 nó tăng đột biến. Đến khi sang dùng cái chế phẩm này thì từ hôm chuyên gia về kiểm tra đến hôm nay, như cái chuyên gia lần trước về đã kiểm tra là cái NO2 nó được ngưỡng cho phép. Như bây giờ đến 2-3 tháng rồi, nó ở ngưỡng cuối rồi thì bắt buộc cái NO2 nó phải tăng.
nó phải tăng thì nó tăng, nó lại không tăng đột biến như cái lứa lần trước, mà bây giờ nó chỉ tăng gọi là ở trong ao là nó cái ngưỡng theo cái chu kỳ cho phép. Với các thành phần có trong chế phẩm như các axit amin, các khoáng chất đa vi lượng, các vitamin, men hoạt tính sinh học cùng với các chủng vi sinh vật hữu ích sẽ cải thiện môi trường nuôi, bổ sung dinh dưỡng và ức chế sự phát triển của các nhóm vi sinh vật gây hại cho vật nuôi thủy sản. Tuy nhiên, dù đã kiểm soát được môi trường nước, ở giai đoạn cuối chu kỳ nuôi như thế này, anh Tiến cần đặc biệt lưu ý đến ao cá, nhất là đảm bảo đủ lượng oxy trong ao. Giai đoạn cuối này thì nếu mà cái khí độc mà mình lơ là khi thời tiết nó thay đổi, nó biến động ấy, đặc biệt là những cái trời ngày âm u ấy, thì nó sẽ làm cho cái thiếu oxy đột ngột, làm cho cá sẽ bị thiếu oxy đột ngột thì nó sẽ nổi đầu, và nổi đầu mà thiếu quá cái hàm lượng oxy nó xuống dưới 2 ấy, thì nó sẽ làm cho cá có thể chết hàng loạt luôn. Môi trường nước đã được kiểm soát, vậy cá trong ao sẽ phát triển như thế nào? Thông thường, chuyên gia Hà sẽ đánh bắt cá lên để kiểm tra. Tuy nhiên, lần này, chuyên gia lại thay đổi quyết định. Đối với lại cái ao của Tiến này ấy, thì bản thân là thả cái mật độ tương đối dày. Và khi mà chúng ta cho ăn thì chúng ta có thể kiểm tra được các cái kích cỡ của cá ngay bản thân ở trên ao, bởi vì là cho ăn tập trung. Chính vì vậy mà với thời điểm mà giao mùa hiện nay ấy, thì tôi không để cho Tiến kéo lưới lên để mà kiểm tra cái khối lượng cá. Bởi vì sao? Bởi vì là thời điểm giao mùa như thế này, cá nó rất dễ bị biến động do môi trường. Cái thứ hai là đến giai đoạn cuối rồi, chuẩn bị thu hoạch rồi, nếu cái đáy ao nó hoàn toàn rất bẩn, thế mà cái NO2 nó tăng cao như vậy ấy, thì chúng ta mà kéo lưới lên chúng ta lại sục cái bùn đấy lên nữa thì ảnh hưởng rất lớn đến cá. Bằng kinh nghiệm của mình, qua việc quan sát cá ăn, chuyên gia Hà sẽ kiểm tra tốc độ tăng trưởng của cá. Cá bây giờ là so rất đẹp so mấy lại đợt trước mình đi kiểm tra. Cái kích cỡ cá thì cá chấm cỏ có những con mà thấy là nó phải 7-8 cân rồi đấy. Tuy nhiên là cái lượng cá mà từ 3 cân trở lên ấy thì thấy là nó cũng phải được 90%. Vâng. Màu sắc thì cũng tương đối đẹp, bởi vì là cái màu nước ao của mình nên là nó chưa có vấn đề gì. Vâng. Cái đối với lại cá chép thì thấy rằng là cái kích cỡ đấy cũng đã vượt theo cái kế hoạch mình thu rồi. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hà, qua quan sát, các loại cá đều phát triển rất tốt và có thể sẽ vượt mức dự kiến, đúng như anh Tiến dự đoán từ đầu chương trình. Cái lượng cá hôm nay lên ăn như vậy thì cái áng chừng của mình là 40 tấn, là gần 40 tấn là cũng nghĩ là sát. Thế nhưng mà lúc nãy thì mình cho ăn ấy thì có lẽ là nếu mà mình ước chừng cái lượng cỏ ấy là chưa chính xác. Một cái xe cải tiến như vậy mà hai xào ngô vào đấy thì đặt lên một cái xe đấy thì mình nghĩ nó phải là khoảng tấn hơn tấn, chứ không phải là 700 cân như mà tấn như mà như Tiến nói. Thế thì nó cũng phải lên đến khoảng 7-8 tấn cỏ trong một ngày rồi. Thế thì cái lượng cỏ đấy là tôi nghĩ là đủ. Quay trở lại về vấn đề cho cá ăn thức ăn xanh. Theo chuyên gia Hà, có lẽ anh Tiến ước lượng chưa chính xác. Bởi nếu thiếu thức ăn xanh, cá chấm cỏ sẽ không thể phát triển tốt, thậm chí phát triển vượt mức dự kiến như vậy. Cá nếu mà thiếu cái thức ăn xanh ấy, lại còn không đủ cả thức ăn tinh nữa thì chắc chắn là cá sẽ không có cái tốc độ sinh trưởng như vậy. Đối với lại cá chấm cỏ mà cho ăn được nhiều cỏ ấy thì cá rất là trường cá, mà thân cá nó rất là dài, nó không ngắn như là mình cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn tinh. Theo chuyên gia Hà, anh Tiến là một trong những nông hộ tuân thủ rất nghiêm ngặt việc đáp ứng đủ lượng thức ăn xanh cho cá. Cỏ voi, những cây lúa đang thì con gái, thân cây chuối, cây ngô, tất cả những nguồn thức ăn xanh cho cá được gia đình anh Tiến tận dụng theo mùa. Ngoài nguồn cỏ nhà mình trồng được, cái thứ hai là mình tính toán là thứ nhất là ruộng. Ở đây người ta bỏ ra rất nhiều, mình tận dụng những cái ruộng của người ta đã không cấy và mình xin người ta là mình tự tay mình cấy. Mà mình không làm được thì mình thuê những người ta cấy thuê cho mình, thì lúc thì mình thu hoạch xong cái lúa đấy. Thì bắt đầu là người ta những cái khu hoa màu thì người ta trồng ngô.
Trồng ngô khi người ta đã bán bắp đi rồi thì người ta phải dọn cây. Dọn cây thì mình tận dụng những cái cây ngô đấy, là mình cứ bảo người ta có ruộng ấy thì là cứ mỗi một sào là mình giá người ta 50.000. Là trong khi đó thì đằng nào người ta cũng dọn ruộng mà, để người ta còn cấy vụ sau. Thì mình muốn tận dụng cái cây ngô đấy để mình cho cá ăn, mình nghĩ nó là hợp lý nhất. Tiến đã vận dụng tất cả các cái thời điểm thích hợp để mà đảm bảo cho cái thức ăn xanh của nó tương đối đủ. Thực ra là với cái 20-30 tấn cá chấm cỏ như thế này mà cái lượng chấm cỏ ăn hàng ngày nó rất là khủng khiếp. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta không biết tận dụng các cái sản phẩm ngoài tự nhiên ấy, thì nó sẽ rất là khó để mà Tiến có thể là hoàn thành cái quá trình nuôi của mình. Khi sử dụng cây ngô làm thức ăn xanh cho cá thì có một điểm khác biệt so với các loại thức ăn xanh khác như là lúa hay là cỏ voi, bởi vì là thân cây ngô rất là cứng và cá sẽ không ăn được. Do vậy là công việc quan trọng của anh Tiến sẽ phải là vớt các cái thân cây ngô này lên, bởi vì là nếu mà để nguyên thì sẽ gây thối và sẽ làm ô nhiễm ao nuôi. Việc vớt thân cây ngô được thực hiện ngay sau khi cá đã ăn xong ngọn và lá cây, chỉ còn lại thân cây. Bởi nếu để lâu, thân cây ngô chìm xuống đáy ao, bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được, từ đó gây ô nhiễm ao nuôi. Sau một ngày ăn, mỗi một ngày ăn xong mà mình thấy cá nó ăn hết các lá ngô rồi thì mình phải vớt ngay lên cái cây ngô lên, tránh cái hiện tượng để nó chìm xuống dưới đáy ao. Và khi chìm xuống dưới đáy ao mà chúng ta không quan sát được, chúng ta cũng chẳng nhìn thấy được ấy, thì là nó sẽ gây cái cây ngô nó sẽ bị thối, và khi thối như vậy thì nó sẽ gây ra các khí độc, mà đặc biệt là đối với NO2 hoặc là HS thì nó sẽ làm cho cá rất dễ bị sốc do khí độc tăng cao. Không chỉ đảm bảo lượng thức ăn cho cá, để cá phát triển vượt mức như hiện tại, một trong những bí quyết được chuyên gia Hà truyền lại cho anh Tiến đó là việc sử dụng tỏi ủ men cho cá. Theo đó, công thức phối trộn như sau: 10 kg tỏi bóc vỏ trộn với 1 kg đường cộng 1 lít giấm và 16 lít nước sạch, trộn đều và ủ trong chum sành hoặc thùng nhựa. Mùa hè ủ 10-15 ngày, mùa đông ủ từ 25-30 ngày. Khi mở ra thấy mùi tỏi thơm có màu nâu thì có thể cho cá ăn được. Liều lượng cho cá ăn là 1 kg tỏi cho 500-700 kg cá một ngày, ăn liên tục trong 10 ngày, mỗi tháng cho ăn một lần, kéo dài trong cả chu kỳ nuôi. Nếu như tính để chi phí thuốc, ví dụ như gà của tôi 3 mẫu một vụ, như mà mình không xử lý những các bình thường như bây giờ thì nó mất hàng 100 triệu tiền thuốc. Đấy. Như mà khi mà tôi đã sử dụng sang cái này nữa thì nó giảm gần như là một nửa. Đấy, ví dụ như tôi chỉ dùng định kỳ rồi từ cái loại cái kia thì hầu như là mình không phải mất một giọt thủy sản nào luôn. Không phải tự nhiên mà nghĩ ra được cái việc đấy, mà nó đã có những cái nghiên cứu cụ thể khi tôi còn đang đi làm việc. Chính vì tôi nhìn nhận ra được cái hiệu quả của việc ủ men tỏi đấy, và tôi ra thực tế thì tôi muốn là chứng minh để cho mọi người là các kết quả thí nghiệm trong phòng thí nghiệm nó tốt như thế nào và ra hiện trường nó tốt như thế nào để cho mọi người có thể là áp dụng được. Và tôi cũng hy vọng rằng là như với những cái kết quả đã nghiên cứu được đưa ra sản xuất và được người sản xuất tin tưởng và áp dụng nó thành công ấy, đấy là cũng là thành công chung cho tất cả những cái cán bộ đã tham gia nghiên cứu. Theo các nghiên cứu, trong tỏi có chứa alin, một axit hữu cơ, khi bị đập dập sẽ kết hợp với allicinase có trong tỏi để tạo thành allicin. Allicin có khả năng kháng khuẩn và nấm. Chất allicin có khả năng kháng khuẩn bằng 1/5 thuốc penicillin và bằng 1/10 thuốc oxytetracycline. Ngoài khả năng kháng khuẩn, tỏi còn có công hiệu trong việc trị sán, run kim và các bệnh nấm. Ủ thành cái men tỏi như thế này ấy, nó có rất nhiều tác dụng. Ngoài cái việc phòng trị bệnh ra thì nó còn là cung cấp một số các cái men, các cái vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hóa của cá. Thứ hai là nó tăng cường, đặc biệt là cái tốt hơn đối với lại cái tỏi tươi là nó tăng cường cái tính hấp thu các cái chất dinh dưỡng qua cái thành ruột đó để vào các cái cơ quan để chúng sinh trưởng và phát triển. Đấy là cái hiệu quả của nó tốt nhất. Cái thứ ba nữa là cái này nó rất là dễ làm và rẻ tiền. Thật ra là thậm chí có những người ta chỉ trên xem chương trình của mình thôi là người ta cũng tự hỏi đến, rồi người ta học cách nọ, cách ngâm tỏi rồi từ những cái xử lý chế phẩm, thì nói thật ra là người ta đến đây thì mình cũng vẫn cứ bảo bình thường thôi.
Trong nhà anh Tiến, lúc nào cũng có khoảng 5 thùng tỏi ngâm ủ men như thế này. Chúng luôn được ủ với nhau để anh Tiến có thể sử dụng quanh năm. Đúng là cái tỏi ngâm thích nhỉ. Đây, nếu mà ngâm được ra cái màu này thì mới là đẹp. Đấy. Cái này là cho vào trong thức ăn mà nó sẽ ngấm hết vào thức ăn. Đây gọi là trường sinh bất tử đúng không? Trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão. Không phải là ai cũng bày hết tất cả những cái chiêu bài ra cho học sinh đâu. Người ta cũng phải giữ bí quyết người ta, nhưng mà đây là với chương trình, với tư cách là chuyên gia thì tôi cứ bày cho bà con dùng để sử dụng để cho đạt cái hiệu quả tốt nhất. Hiệu quả rõ ràng nhất có thể nhìn thấy khi mà anh Tiến sử dụng tỏi ủ men như thế này để cho đàn cá ăn, đó chính là qua 2 vụ nuôi thì đàn cá không hề xảy ra bất cứ một dịch bệnh gì, cũng như là anh Tiến hoàn toàn không phải sử dụng bất cứ một loại thuốc thủy sản nào. Và điều này chỉ có thể có được từ khi mà anh Tiến trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp. Qua buổi kiểm tra, từ lý thuyết đến thực hành, chuyên gia Hà khá hài lòng với công việc chăm sóc cá của gia đình anh Tiến. Như vậy là qua buổi kiểm tra ngày hôm nay thì chuyên gia Hà cũng đánh giá là đàn cá của anh Tiến phát triển rất tốt và còn vượt mức tiêu chuẩn mà chuyên gia và anh Tiến dự kiến. Cũng như là anh cũng đã chăm sóc cá khá là bài bản trong thời gian vừa rồi. Bây giờ thì chuyên gia Hà sẽ đưa ra cho anh Tiến những cái lưu ý trong việc xuất bán cá trong thời gian tới, vì bây giờ đang là thời điểm rất là quan trọng đối với anh. Đúng rồi, tháng này là tháng chúng ta chuẩn bị thu hoạch cá. Thứ nhất là về quản lý chăm sóc là phải 24/24 là phải có mặt ở đây. Không, chúng ta không nên bỏ những cái cơ hội này, đừng có bỏ. Cái thứ hai nữa là tính cái lượng thức ăn thì nó đã vừa đủ rồi. Thế tuy nhiên là tôi muốn là giảm cái lượng thức ăn tinh xuống. Bởi vì là bây giờ mình cũng luyện cho cá dần dần từ từ để cho nó tránh cái tình trạng là khi mình lên cá nó quá béo thì nó sẽ nhìn con cá nó không được săn chắc. Theo đó, trong thời điểm này, anh Tiến cần phải đặc biệt lưu ý các công việc sau: giảm lượng thức ăn tinh, đo môi trường nước 1 tuần một lần, tuyệt đối không đánh bắt cá, quạt khí thường xuyên đảm bảo oxy cho cá, bón vôi 10 ngày một lần, 2 kg vôi cho 100 m³ nước, sử dụng chế phẩm sinh học 5 ngày một lần, quan sát ao nuôi thường xuyên để theo dõi các hiện tượng bất thường. Không đi được đâu, vì nó thật ra là mình bỏ rất nhiều công sức vào cái ao này, không may nó đổ bể thì nó cũng rất đi là mệt. Đêm có phải dậy rất là nhiều không ạ? Ui, đêm thì chắc là chắc thấp nhất thì nó trắng đêm à? Nó, trắng đêm không, nó phải 2-3 lần. Với nông hộ của Tiến là một cái nông hộ mà tôi hy vọng là đạt được theo cái yêu cầu của mình. Và tôi cũng đã truyền đạt hết những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức gì tôi đã có cho Tiến rồi. Thì để hy vọng là Tiến sẽ làm được và thành công. Hy vọng là lứa cá này sẽ thắng lợi như lứa cá lần trước. Vâng ạ. Hy vọng rằng là với sự đồng hành rất sát sao của chuyên gia Nguyễn Thị Hà, cũng như là sự nỗ lực và cố gắng hết mình của anh Tiến trong việc chăm sóc đàn cá, thì anh Tiến sẽ có một lứa cá thứ hai được thắng lợi. Chúng ta sẽ cùng chờ đón thành quả của anh Tiến ở lứa cá thứ hai trong các số khởi nghiệp tiếp theo nhé. Còn quý vị và bà con có bất cứ lo lắng gì hay băn khoăn gì thì hãy đừng ngần ngại gọi điện đến Tổng đài Tư vấn Nông nghiệp của kênh VTC16 19006145. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16.
VTC16 khởi nghiệp cùng nông dân.